mới cách để lùi cơn lười biếng khi tới phòng gym mỗi ngày. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những ngày tinh thần phấn khởi, hung hục ở phòng tập mà không biết mệt. Những lúc như vậy, bạn thường luôn hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, lại có những ngày bạn lười biếng bộc phát, bạn chán trường, thở thôi cũng thấy mệt, huống chi lại tới phòng gym tập luyện. Gym và võ thuật cũng đã từng trải qua và hiểu được cảm giác này. Sau đây là 10 cách để đẩy lùi cơn lười biếng làm cản trở con đường thành công của bạn. 1. Đặt ra mục tiêu thực tế. Đừng nhìn vào những người đã tập 3 đến 4 năm, thậm chí là 10 năm và nói mình muốn được như vậy, nhưng lại không có kế hoạch rõ ràng. Hãy đặt ra mục tiêu vừa vặn, phù hợp với chính bản thân và thực hiện một cách hiệu quả nhất, bạn sẽ không cảm thấy bị nản chí. 2. Chấp nhận những khuyết điểm trên cơ thể. Không có ai hoàn hảo, chỉ có những người biến những cái không hoàn hảo trở nên tuyệt vời mà thôi. Vì vậy, trân trọng những khuyết điểm trên cơ thể và biến chúng trở nên đẹp hơn chính là cách thôi thúc bạn tránh xa cơn lười biếng khi tới phòng tập. 3. Hãy tìm cho mình bộ môn yêu thích. Bạn không thể cứ ép mình tập một môn thể thao mà thậm chí nghĩ tới nó thôi bạn đã thấy chán. Có những người hứng thú với gym, người khác lại thích yoga, người kia lại thích boxing. Chính vì vậy, miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc với môn thể thao đó, hãy theo đuổi nó. 4. Đăng ký tập gần nhà. Điều này sẽ hạn chế tối đa những lý do như kẹt xe, thời tiết xấu hoặc xa quá để thôi ngày mai. Ngoài ra, để tìm phòng gần nhất một cách nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể xem trên Google. 5. Thuê huấn luyện viên cá nhân. Nếu như có điều kiện, bạn thuê một PT huấn luyện viên cá nhân cho bản thân. Một huấn luyện viên giỏi sẽ luôn biết cách thúc đẩy bạn, giúp bạn vượt qua những mục tiêu mình mong muốn. 5. Đăng ký thẻ thành viên dài hạn. Việc đăng ký thẻ dài hạn sẽ giúp hạn chế việc bị tập gián đoạn, đẩy lùi cơn lười biếng của bạn. 6. Tự thưởng cho bản thân. Một số nghiên cứu cho thấy mới đây, người ta dễ dàng đạt được mục tiêu vận động của mình nhiều hơn khi họ có động lực về mặt tài chính. Thực vậy, một khi phần thưởng đang chờ đợi bạn ở cuối buổi tập là động lực tuyệt vời giúp bạn tới phòng tập thể hình dù trải qua ngày làm việc bận rộn. 7. Có người đồng hành. Tìm được một người bạn cùng mục tiêu sẽ giúp việc tập của bạn trở nên hiệu quả hơn. Bạn sẽ không cảm thấy cô đơn trên con đường của mình. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các lớp học group như boxing, crossfit, writing v.v. giao lưu và kết bạn để mở rộng mối quan hệ, cũng như giúp mình có thêm động lực tới phòng tập mỗi ngày. 9. Đừng tập quá sức. Nếu như bạn là người mới, hãy tập những bài cơ bản với tạ nhẹ để cơ thể thích ứng dần rồi chuyển sang những bài tập nâng cao hơn. Đừng tham lam kết quả nhanh chóng để tập quá sức. Tiếp theo đó là những ngày đau nhức tồi tệ dẫn đến cơn lười biếng nhé. Và cuối cùng, 10. Tinh thần. Sau tất cả, đó chính là sức mạnh tinh thần. Vì dù có làm tất cả mọi thứ, nhưng đã là cơn lười biếng thì nó vẫn không hề thay đổi. Chỉ có ý chí mạnh mẽ, tìm thấy được niềm vui trong thứ bạn theo đuổi mới giúp bạn duy trì được điều đó. Một tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn sẽ đem lại cho cơ thể bạn khỏe mạnh, vóc dáng như bạn hàng mong ước và đặc biệt là cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Trên đây là 10 cách đẩy lùi cơn lười biếng khi tới phòng gym mỗi ngày. Ý chí kèm theo sự kiên trì chính là nhân tố quyết định rất lớn đến buổi tập luyện của bạn. Đặt ra mục tiêu phù hợp với bản thân và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Đừng để việc tập luyện là nỗi ám ảnh của bạn không muốn nhắc tới. Đọc xong và xem xong video này thì hãy đứng dậy và tập liền thôi nào. Vừa rồi là những chia sẻ của mình và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym thì hãy click vào đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.
So enigmatic and charismatic. Gotta live static, gotta get at it. Never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution.